Nếu như các bạn muốn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào như ở Random Arc hay là các thứ gì đấy của Roblox cũng như là Free Fire, Robux này, Kim Cương này thì các bạn thì bấm vào link bio mình để dưới phần ghim comment các bạn nhá, ở tất cả các video nha. Ok, hello và xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả là Hugakia. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại một video nữa về reaction TikTok. Ây à, dạo này tôi mắc phải bệnh nan y nghiêm trọng quá các bạn ạ. Nó gọi là bệnh lười đấy các bạn. Bệnh này nói thật với các bạn là bác sĩ bảo không chữa được. Nó chỉ là giảm qua thời gian thôi. Và đôi lúc thì nó lại bị tăng, gọi là nó bị nặng lên các bạn ạ. Thế nên là hôm nay mình sẽ xuất hiện ở trên đây để reaction TikTok các bạn. Và tôi sẽ mukbang món ngày hôm nay tôi chọn. Đó chính là một cái sữa chua. Ừ, nó là sữa chua. Mà khoan, cái sữa chua này nó bé quá. Đây là cái thìa này nó không vừa rồi các bạn ạ. Uầy, thế là bây giờ tôi phải chơi bộ môn là bóp ra mồm hả? À đây rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ lấy ở bên trong cái này các bạn ạ. Cái mà hôm trước tôi đã gọi là mukbang cho các bạn đây thì cái này nó sẽ có cho mình một cái túi thìa. Đấy rồi. Quả thìa nó hơi minion một tí. Nhưng mà chính vì nó mini như này thì nó mới giúp chúng ta gọi là múc được sữa chua. Ôi mẹ mày, sao ăn quả thìa bé tí này ăn thì đéo được nhỉ. Đấy à, mình sẽ mukbang cho các bạn quả bó sữa chua nha. Các bạn biết sữa chua có vị gì không ạ? Chua vậy đấy. À, với cả trong video trước thì mình có thấy có một vài bạn tag mình vào cái khoảng tầm video vào tầm 8 phút đấy. Các bạn có tag mình bảo là anh Hùng ơi anh lộ nông nách kìa. Xong rồi anh Hùng ơi anh nhớ cạo đi nhé. Trời ơi các bạn ơi, con trai có lông nách là chuyện bình thường mà. Thực ra là con gái cũng có mà. Tuy nhiên này con gái thường người ta sẽ cạo đi trông cho nó gọi là sạch sẽ, trông cho nó gọi là đẹp đúng không? Còn con trai nó thật với các bạn là thích cạo hay không là nó tùy phong cách của mỗi người. Mình nói thật với các bạn là bình thường mình cạo, nhưng mà mình phải để nó dài rồi mới cạo. Chứ nói thật với các bạn lông nách của tôi nó đã dài đâu. Chuyện bình thường. Đây, đây, không cần phải soi. Hôm nay tôi sẽ sâu lông nách các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn cơ bắp này. Vip chưa? Ai bảo anh Hùng trông gầy nhom mới đi. Cơ bắp này, chuột này. Đấy, thêm cả lông nách nữa. Manly chưa? Gớm, đứa nào đây lại bảo anh Hùng trông lom da lom dom rồi trông BD. Mình suy nghĩ lại nhá, đề nghị để lại một like đăng ký nhá. Yo, có bây giờ ra sẽ cùng nhau đi xem TikTok nào. Đừng quên để lại một like đăng ký. Và bạn nào muốn dùng dịch vụ gì liên quan tới game Roblox cũng như là Free Fire, hãy bấm em link bio mình để dần đi comment. Còn bây giờ thì let's go. Lời ngứa nhạc này bản quyền đấy, tôi không biết cái nhạc này là cái nhạc gì. Nói chung là cái này nói về cái vụ sao kê khi mà chúng ta chuyển khoản gọi là gì nhở, hỗ trợ mùa bão đúng không, kiểu chuyển khoản vào mặt trận trung ương ấy. Đây, đây là bài viết của mẹ mình đăng về cái gọi là chuyển khoản của mình. Đây, tôi cũng có các bạn ạ. Sai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang các bạn nhá. Mình chuyển vào tỉnh Tuyên Quang tại vì mình ở tỉnh Tuyên Quang. Tuyên Quang cũng là một tỉnh mà bị ảnh hưởng bởi bão cũng khá. Nói chung là cũng ngập lụt, cũng thiệt hại. Mặc dù mình đánh giá là không nặng như ở Cao Bằng, thôi Yên Bái với cả Thái Nguyên đâu, nhưng mà nó cũng là một trong số 4 tỉnh bị nặng nhất ấy thì phải. Đề nghị các bạn check va xem Hùng Akia có le git không nha. Chứ tôi đâu đánh giá là tôi hơi le git đấy. B thanh niên này, à B bạn nữ này vào trong cốp. B bạn nữ này vào cốp, thanh niên này nhanh trí vào ô tô lái mẹ ô tô đi luôn. Đỉnh phết, thế là vẫn cứu được người yêu các bạn ạ. Thế là vẫn cứu được người yêu các bạn ơi. diễn ác thật các bạn ạ, diễn vai đái luôn. Ai sợ thì đi về. Về đâu anh? Về bên anh. Ôi. Thực ra tôi nói đây các bạn không tin, các bạn tưởng tôi nói đùa, nhưng mà tôi đã từng là đom đóm. Tôi đã từng nghe hết một cái series Hồng Nhan Bạc Phận Sóng Gió. Tôi đã từng xem cả cái phim gọi là phim Sóng Gió. Tôi đã từng nghe gọi là bài Đom Đóm. Xong rồi tôi thấy hay kiểu cứ kiểu gió ơi xin đừng lấy em đi, hãy mang em về chốn sân thì. Ôi đỉnh vãi đái luôn. Ngày xưa tôi thích nhạc của Jack vãi đái. Thậm chí tôi đã từng nghĩ là liệu một ngày nào đấy Jack với KICM có thể vượt được cả gọi là Sơn Tùng MTV không nhỉ. Nhưng mà không các bạn ạ, sau đấy anh bỏ con.
anh không vượt Sơn Tùng ATV, anh bỏ con. Арбуз, привет. Арбуз, пёрни. Thực ra là mình biết là nó sẽ vỡ, sao mình vẫn giật mình nhở? Có bạn nào lên giật mình giống mình không? Thanh niên bị quả dưa hấu nổ bắn kiểu gì, mẹ mày lăn ra khỏi cam luôn vậy. Rồi, có một câu hỏi thắc mắc từ đêm qua đến giờ. You sleep hay you can sleep? You can sleep. À, nó lừa cô nói câu này. Cô sẽ nói câu là you can sleep, xong rồi thanh niên này kiểu ok thank you này. Tôi biết ngay mà. Cái này là lừa cô giáo. Cô giáo nói câu là you can sleep, các em có thể ngủ, cái cả lớp ngủ luôn. Bộ môn này bọn tôi từng chơi rồi. Món quà từ thiên nhiên các bạn ạ. Người ta gọi là người được chọn đấy. Tại sao lại là hai chị em cười đều xinh là cái đéo gì? Quét ma lấy linh! Hả? Quét ma. À thôi. Lương tâm tôi bảo là không được quét Hùng ơi. Phải quét video đi, video khác. Không được quét mã Hùng ơi. Không được quét mã. Không. Không được. Cháu quét Bác Hồ. Tôi là đảng viên. Ê, cái này thì không đến mức, cái lúc mà bỏ thì mình không sợ đến mức thế, nhưng mà cái muôi này là có lẽ là dành cho mình đấy các bạn ạ. Mình dán trứng với cả là không, dán trứng nó không bắn mấy, dán xúc xích ấy, dán xúc xích nó bắn kinh vẽ trưởng, mà mình rất là hay nấu mì tôm ăn cùng xúc xích nha. Thật sự là mình sợ dán xúc xích luôn đấy các bạn ạ, nó cứ toàn nổ bom xong nó bắn vào người mình bỏng đau vãi. Mình thật sự cần một cái muôi dài như này. Ý là cái cây đấy là cái cây hàng của cái con Groot ở trong phim mà. Kiểu dành các bạn nào chưa biết thì cái con đấy là người cây ở trong cái phim gọi là gì nhỉ? Vệ binh giải ngân hà các bạn nhé. Nam thần lớp bên đang ở dưới cái sân gì? Kìa. Để tôi xem nào. What the hell? Cái đéo gì vậy? Ai đẹp trai hơn, anh ấy hay tôi? Tại sao lại là con capybara là thế đéo nào? Chắc chắn là con capybara này đẹp trai hơn rồi. Không có nam thần là đẹp trai hơn con này hết các bạn ạ. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao mà. Thế tôi thích con capybara này vãi. Con capybara này mà được cho phép nuôi ở Việt Nam, chắc mình mua một con nuôi quá. Nhưng mà thứ nhất là phải có giấy phép, thứ hai là đắt lắm luôn ấy. Ok, let's go. Write the time in the comments. 3, 2. Ông này ông bảo là viết thời gian vào phần comment là ông uống nhanh hả? Oh. Oh, cold. Oh. Oh. Ui, em thề với anh luôn. Mẹ mày, anh uống còn nhanh hơn cả tốc độ em đái ra nữa anh ạ. Thế em mà đái được hết một cái chai này nha, em đái ra được xong rồi mày anh phải uống được khoảng 3 chai như này rồi. Vào giờ uống trà đúng. Ngày heo mẹ có bất ngờ dành cho mọi người. Hôm nay sẽ là ngày chúng ta dành cho bánh cặc. Bánh cặc. Cái gì mà bánh kẹt với bánh kích vậy? Biết không, anh là chuyên gia lật bánh kép đó. Cứ để cho anh làm. Không, tin mày hả? Đồ tin mày tao gửi cho mấy đồng xu với lại cái thẻ gì nè. Tin cái con cái cạt đó. Hiểu bếp mà. Con cạt đó. Tao biết ngay mà, tao đang tính bảo là cái con cạt. Con này không phải là cái con cạt đâu mấy đứa. Nó chỉ là con ốc sên nhỏ thôi mà. Trong nhà của ông ốc sên có giường ngủ không ông? Của... không có đâu Peppa. Nếu con là một con ốc sên
con cái cả. Trùng tiếp nè, mình thắng nữa rồi. Cậu cho ăn gian nữa nha. Ta nghĩ con quỷ này không phải dạng vừa đâu. Mình không có nhìn thấy gì nha. Má cái lòng bà già thì cái đó. Bạc bạc cái mụn đỏ thì cái. Sao má ngủ đó. Mình cũng không thể chơi chung với cậu nữa đâu. Ôi trời, Peppa và Suzy đang cãi nhau. Cô cừu đã tới nhà Peppa để chở Suzy về nhà. Peppa à, con chào tạm biệt bạn Suzy đi. Lần này là tao nói là cuối à. Tôi nghĩ chúng sẽ mau chóng làm lành với nhau vì chúng là bạn thân của nhau mà. Và từ đây về sau, Peppa đang dọn bữa trưa cùng với heo mẹ. Peppa, John, tới giờ ăn kết rồi nè các con. Hôm nay nhà mình ăn kết. Tôi đang tính bảo là đến giờ ăn kết rồi đến thật là. Tôi đoán được mấy cái kịch bản luôn mà. Ai đó tôi nghe đây. Peppa muốn nói chuyện với Suzy một chút. Tao nói rồi nha. Chẳng nghe em bị thần kinh nữa. Ta em cắt đầu môi. Chò tao dính cước chó nè. cái video của con Peppa này, cái intro của nó ấy, là mình nhớ đến một cái video rất là viral luôn các bạn ạ. Đây để mình bật cho các bạn xem. Đây các bạn ơi, mình mở cho các bạn xem nhá. Con đĩ mẹ mày. Các bạn thấy không? Quả intro huyền thoại vãi trưởng ạ. Đổ. À, vậy là ông ấy mơ bị đổ cái chai mật ong. Nhưng mà thực ra là ở trong clip này đã có một cái lọ mật ong đi thật các bạn ạ. Đã phải có một lọ mật ong hy sinh quay để quay cái cảnh mơ. Nam thần lớp bên đang ở dưới cái sân gì? Kìa. Để tôi xem nào. Đây là video gốc à? What the hell? Cái điều gì vậy? Ai đẹp trai hơn, anh ấy hay tôi? Đây là video gốc à? Ra là vậy. Ôi mẹ mày, nếu mà cho tao chọn, thả tao chọn capybara còn hơn là con cha này. Trời má. Wow. Mặt em baby, body em mommy. Prank myself. For more exciting video, please subscribe. Prank myself. Có cả vụ mẹ mày tự chọc đít bản thân mình đó. À, nhưng mà thật sự là sao lại có cái hố ở đấy nhỉ? Cái hố đấy nó sụt sâu cỡ nào để mà nó có thể gọi là có một cái khoảng trống để ghép cái hình này vào ta? Uầy. Sao bằng một cái thần kỳ đấy, tôi con trai mà tôi xem tôi lại thấy thích là thấy đéo rồi nhỉ? Đó, ok rồi các bạn ạ. Ôi nhưng mà có cái body như này vãi. Tưởng tượng đến cảnh mình có body như này đi các bạn. Các bạn tưởng tượng cảnh hung ác con sáu múi này đi. Trông có vẻ hợp với nhở. Trông nó cứ khuyết tật kiểu gì ấy các bạn ạ. Mình vừa phát hiện ra một cái này hay lắm mọi người ạ. Đây, đây chính là filter dành cho ai, những ai mà không có điện thoại để dùng. Mọi người có thể vào top top này. Về luôn. Vấn đề là chúng ta dùng cái gì để vào cái filter đấy ở trên top top để dùng nào. Chúng ta phải dùng một cái điện thoại. Và chúng ta dùng điện thoại, chúng ta sẽ lại cái điện thoại. À, có máy tính hay sao nhỉ? Ồ. Oh. Là sao? Hòn đảo này là cái chỗ mà người ta gọi là cái gì? Điểm Nemo hả, phải không? À ở điểm Nemo các bạn ạ. Nó là nơi xa nhất trên trái đất. Nó gọi là gì nhỉ? Nó là nơi cách xa nhất đất liền, tức là ở ngoài biển đấy. Chúng ta gọi là sẽ gần cái bờ này, gần cái bờ kia. Nhưng mà cái điểm Nemo này là chỗ cách xa đất liền nhất. Tức là đi về bên nào cũng sẽ cực kỳ xa đất liền luôn các bạn ạ. Cách tận mấy nghìn cây số hay sao ấy. Đây không phải đảo rắn hay điểm Nemo gì hết. Chỉ là hòn đảo Motunui.
Đéo tin. Này, giờ cử động một cái để con này cắn nó có nặng không nhỉ? À, con này cắn nhẹ rồi các bạn ạ. Theo như mình nhìn màu sắc ấy, kinh nghiệm là gọi là ngày xưa mình được người ta dạy là rắn ấy thì sặc sỡ mới độc. Còn rắn mà một màu thì không độc lắm. Con này nó có hai màu thôi. Cho nên là mình nghĩ là con này cắn là nhẹ các bạn ạ. Nặng người khiêng thôi. Cắn cái chết luôn. Bình thường các bạn ạ. Vừa ăn vừa quay cái sao này có cái gì đặc sắc không? Các bạn đã trải nghiệm cảm giác bao giờ đang ăn buổi trưa tự dưng có thằng em nó gửi vào trong bóc chat video gọi là xả nước cứt chưa các bạn? Ủa các bạn làm gì được trải nghiệm cảm giác đấy? Tôi ngồi cùng bóc chat với cả thằng Bớt Gaming. Các biết ngày xưa trong lúc tôi đang ngồi ăn trưa thì nó gửi vào trong gọi là bóc chat một cái video cứt. Nó xả cứt chứ các bạn ạ, mà cứt lại còn là cứt ỉa chảy đấy chứ. Úi giời ơi, trong khoảnh khắc tôi nhìn thấy cái đống cứt đấy thôi là tự dưng tôi mất con mẹ luôn cả bát cơm rồi các bạn ạ. Nhưng mà không, tôi đã cố gắng vượt qua và tôi vẫn ăn hết bát cơm. Kể từ đấy nhá, không có thứ gì có thể làm tôi đau nữa. Tôi có thể ăn cơm trong lúc tôi nhìn thấy cứt luôn. Không sợ. Lào gì cũng tôn, lờ gì cũng tao, gì cũng phải đến chân tao. Cảm giác như cái bếp nó muốn nổ ấy. Anh nấu cái này trông như bánh rán ở trong Doraemon nhở. Ёбаный в рот, блядь! Что? Что с моим... Mẹ, nấu ăn mà tôi tưởng đốt nhà luôn đấy các bạn ạ. Xe chở này không kham nổi cái công việc này rồi. Xe chở bị mai táng mẹ luôn rồi. Wow. Tự dưng mình lại muốn chạm vào đôi mắt em. Em à, có phải bố em là một tên trộm? Ông ấy đã trộm những vì sao trên bầu trời. Và ông ấy để đâu anh đéo biết. Mà đôi mắt của em, vốn dĩ nó là của anh, em có thể trả lại cho anh được không? Tôi đang nói cái đéo gì vậy nhỉ? Tôi đéo biết đã, chắc là tại vì tôi reaction hơi nhiều rồi. Ok, và thôi cho các em video reaction của mình xin phép dừng lại đây thôi. Nếu các bạn yêu quý đừng quên để lại cho xin một like đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Và chúc các bạn tốt lành. Bye.